Sự việc xảy ra tại một khu trọ thuộc đô thị Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Họ Lý và chị Dương vốn là vợ chồng. Cách đây không lâu hai người đến đô thị Hiếu Cảm thuê trọ. Tại đây, chủ nhà nhượng hẳn phòng mình đang ở cho hai người thuê. Vào đúng ngày phát hiện thi thể nạn nhân, Như Soàn Lệ chủ nhà đến ghi số đồng biển nước. Vốn chỉ có ý muốn ở bên ngoài, ghi hoàn thành số nước thì trở lại, nhưng do ngửi thấy một mùi hôi thối phát ra từ phòng của hậu phi bi anh Lý khiến ông cảnh giác. Chủ nhà cho rằng có thể do cặp hậu phi bi không đổ rác nhiều ngày nên thế hệ mở cửa vào phòng kiểm tra thì phát hiện một bao tải to dưới gầm giường. Thấy có điều khả nghi, ông chủ nhà thế hệ gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát đến khám xét hiện trường. Cảnh sát mau lẹ đến hiện trường và mở bao tải ra thì phát hiện bên trong là xác một người phụ nữ. Sau khi lấy thông tin, cảnh sát xác định được tên tuổi cặp hậu phi bi thuê nhà, đồng thời bước đầu phán đoán nguyên nhân cái chết của người phụ nữ là do chính anh Bi họ Lý gây ra. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn nên cảnh sát ra lệnh truy nã đối tượng trên khắp các phương tiện mạng xã hội WeChat, các trang báo mạng. Ngày hôm sau do không chịu được áp lực, đối tượng đã chủ động đến đồn công an tự thú. Đối tượng bị cảnh sát cầm giữ. Được biết, đối tượng họ Lý và chị hậu phi họ Dương thế hệ đến đây thuê nhà được một thời gian. Một ngày tháng 6, hai người cãi nhau vì họ Lý muốn ra ngoài chơi cờ bạc. Trong lúc cãi nhau, chị hậu phi lên tiếng đề nghị ly hôn, anh ta đang tức giận nên lập tức đồng ý. Chị hậu phi nghe vậy thì càng thêm tức, đi thẳng vào phòng lấy ra giấy đăng ký kết hôn và xé rách trước mặt Bi. Được biết đây không phải là lần đầu tiên chị này làm như vậy, trước đó cũng 2 lần xé rách phải xin lại giấy đăng ký kết hôn thế hệ. Lần này do giận quá không chịu được hành vi của hậu phi, trong lúc nóng giận, anh ta tiến đến bóp cổ hậu phi đến chết, rồi đem xác hậu phi bỏ vào bao, giấu dưới gầm giường trước khi bỏ trốn. 2 tháng sau, vào ngày chủ nhà đến khi số nước thi thể chị hậu phi thế hệ được phát hiện. Hiện đối tượng đã bị cảnh sát cầm giữ vì tội cố ý giết người. Vụ án đang được tiếp nhận xử lý. Theo vụ bị tì di tà sần.